con thơ yêu dấu muốn xin ra tài nào, vương cung đầy phiền não hay giáo pháp Như Lai. Kính chào quý khán thính giả và các em thanh thiếu nhi đang lắng nghe chương trình Bài học hay của Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý phụ huynh, đây là chương trình dành riêng cho các em thanh thiếu nhi. Nhưng quan viên kính mời quý phụ huynh cùng nghe kể chuyện với các em để quý vị có thể giải thích những từ ngữ khó mà có thể các em không hiểu. Các em thanh thiếu nhi thân mến, hôm nay cô quan viên sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện mới. Câu chuyện này là một câu chuyện có thật xảy ra vào lúc Đức Phật Thích Ca của chúng ta còn tại thế. Đó là câu chuyện về Thánh Ni Patakara. Các em thân mến, ở Ấn Độ có một cô gái tên là Patakara. Cô là người con gái xinh đẹp, con của một thương gia rất giàu ở thành Savatthi. Theo tục lệ, vào năm 16 tuổi, cha mẹ cô gái Patakara đưa cô vào một tòa tháp cao 7 tầng. Cô ở tầng cao nhất, xung quanh tòa tháp luôn có người canh gác, mục đích là để cô không liên hệ với chàng trai nào. Mặc dù vậy, Patakara vẫn yêu thương một chàng trai trẻ vốn là người hầu trong nhà ba mẹ cô. Sau đó, ba mẹ của cô sắp xếp để cô sẽ kết hôn với một thanh niên cùng giai cấp và cũng là con một gia đình giàu có. Patakara đau khổ, van xin cha mẹ cho cô được kết hôn với chàng trai tốt bụng mà cô yêu thương. Vì cô kiên quyết không chịu lấy người khác, nên cha mẹ cô giận dữ, đánh chàng trai người hầu một trận thật nặng, rồi đuổi cả hai người đi. Thế là Patakara cùng với chàng trai đi tới một nơi xa và họ trở thành vợ chồng. Chồng làm nông và cô làm những việc trước kia chỉ để người hầu của cô làm. Ngày tháng trôi qua, hai vợ chồng có một đứa con trai thật kháu khỉnh. Đến khi Patakara sắp sửa có con lần thứ nhì, thì cha mẹ cô nhắn tin cho hai vợ chồng trở về nhà, vì cha mẹ đã hết giận và đã tha thứ cho cô. Hai vợ chồng của Patakara mừng lắm, khăn gói dắt con đi về với cha mẹ. Thật không may, giữa đường có một trận bão lớn tới, mưa dông ào ạt. Vào lúc đó, Patakara lại chuyển bụng, sắp sinh đứa con thứ hai. Cô và chồng tìm nơi tạm trú. Chồng cô tính dựng lều tạm nên sửa soạn chặt một cây nhỏ. Có một con rắn độc lúc đó nấp trong kẽ lá, cắn chồng cô chết tức khắc. Patakara chờ chồng trong tuyệt vọng và cô sinh bé trai thứ nhì. Cả hai em bé khóc giữa mưa bão, nên Patakara phải dùng thân cô che mưa cho hai con cả đêm. Tới sáng, cô dùng một tay ẩm em bé mới sinh, tay kia dắt đứa con lớn để đi tìm chồng. Mới đi vài bước, cô thấy xác chồng nằm đã lạnh cứng. Cô ngồi khóc thảm thiết. Thế rồi, Patakara tiếp tục cùng hai con về nhà cha mẹ của mình. Nhưng khi tới dòng sông Asiravati, nơi nước dâng cao vì mưa lớn, cô biết sức yếu, không thể đưa cả hai con qua sông được. Nên cô đặt đứa con lớn bên bờ sông và ôm em bé sơ sinh qua bờ kia trước. Patakara dự tính sẽ trở lại mang đứa lớn sang sau. Khi tới giữa dòng, một con chim ưng to lớn thấy đứa bé sơ sinh, nó tưởng là một con mồi, nên dùng móng hai chân cắp em bé mang đi, bất kể cô Patakara khóc la. Cậu bé lớn nhìn thấy mẹ ngừng giữa dòng sông và nghe tiếng mẹ kêu lớn, tưởng là mẹ gọi cậu, nên xuống sông đi theo mẹ. Tức khắc, nước sông cuốn trôi cậu bé. Cô Patakara đau đớn vì trong một ngày cô mất cả chồng và hai con. Khi tới gần thành Savatthi, cô gặp một người kể rằng trận bão đã phá sập nhà, làm chết cả cha mẹ cô cùng với một người anh trai của cô. Nghe như thế,
Cô đau đớn, mất trí, tự xé áo quần, than khóc và đi lang thang. Lúc đó, Đức Phật đang ở tu viện Anathabindika trong vườn Cheta. Đức Phật nhìn thấy cô Batakara từ xa, với lòng từ bi, thương mọi người như con. Đức Phật nói đại chúng, dắt cô tới gần Ngài. Có người đến choàng cho cô tấm áo, rồi dắt cô đến gần Đức Phật. Nhờ sức thần thông của Phật, cô tỉnh trở lại, nên quỳ mọp xuống đất, lạy dưới chân Phật, khóc và kể lại thảm kịch mất toàn bộ người thân. Đức Phật lắng nghe và từ bi nói rằng, những kinh nghiệm đau thương đó chỉ là những giọt nước rất nhỏ trong biển sống vô thường mà chúng sanh đang ngụp lặn. Đức Phật nói rằng, trong vô lượng kiếp, cô đã khóc người thân nhiều hơn nước trong bốn biển. Đức Phật nói bài kệ, nước trong bốn biển cũng không nhiều bằng nước mắt một người khóc trong vô lượng kiếp. Trong đau thương sầu khổ, sao con còn chưa lo tu học? Nghe như thế, tức khắc cô chứng đắc quả dự lưu. Sau đó, nhờ tinh tấn tu học giáo pháp Đức Phật dạy, một thời gian sau, cô đắc quả A-la-hán. Mọi người đều gọi cô là Thánh Ni. Đức Phật nói rằng, Thánh Ni Batakara đứng đầu bên ni giới về giới luật. Thánh Ni Batakara làm bài thơ như sau. Một hôm rửa chân tôi nhìn thấy nước chảy từ cao xuống thấp. Từ đó, tâm tôi đã an bình, y hệt như một tuấn mã thuần chủng. Về căn lều, tôi thắp ngọn đèn nhìn ngọn lửa, tôi lấy kim dìm bớt xuống dần. Ô, ngọn lửa nhỏ bỗng tắt, niết bàn hiện ra, tâm tôi hoàn toàn giải thoát. Các em thấy không, nhờ có Đức Phật cùng giáo pháp của Ngài mà giúp cho cô Batakara hiểu về cuộc sống vô thường, biến đau thương thành ý chí tu tập và trở thành một người có thần thông, có trí tuệ, không bị khổ đau của đời thường chi phối nữa. Và cô trở thành một thánh ni giúp người khác hiểu biết về Phật Pháp để thoát nỗi khổ đau, đem lại bình an cho bản thân và cho những người xung quanh. Vì thế, muốn sống an vui, chúng ta nên phát tâm quy y Tam Bảo. Các em có biết Tam Bảo là gì không? Tam Bảo là ba ngôi quý báu, Phật quý báu, Pháp quý báu, Tăng quý báu. Tại sao Phật, Pháp, Tăng là quý báu? Phàm vật gì khó gặp mà khi gặp được có công dụng giúp người hết khổ, ấy là vật quý báu. Khi gặp được Tam Bảo, chắc chắn chúng ta sẽ giải thoát được mọi khổ não và có cảnh giới an tịnh chân thật. Các em biết không, Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn và từ bi vô hạn, lúc nào cũng hướng dẫn chúng sanh đến chỗ giác ngộ như Ngài. Nên người đời gọi Phật là đấng tự giác, giác tha viên mãn, là ông cha lành của tất cả chúng sanh, vị đạo sư của 10 pháp giới. Pháp là những phương pháp tu hành do Đức Phật dạy. Ai thực hành theo phương pháp ấy sẽ diệt sạch mọi phiền não, mê mờ, đến nơi an vui, giải thoát. Nói một cách khác, Pháp giống như những phương thuốc trị bệnh chúng sanh. Pháp ấy rất nhiều, nhưng đều nằm gọn trong ba tạng, gọi là kinh, luật, luận. Tăng là những đệ tử Phật, ly khai gia đình, hiến trọn đời cho đạo Pháp. Những vị tăng hằng ở chung nhau để tu hành, để học hỏi và luôn luôn giữ theo giới luật của Phật, hằng hòa thuận thân mến nhau. Các vị tăng thay Đức Phật hoàn truyền chánh pháp cứu độ chúng sanh. Các em thân mến, cô quan viên mong là các em sẽ luôn ghi nhớ về câu chuyện Thánh Ni Batakara đã quy y Tam Bảo, tinh tấn tu hành và thoát mọi khổ đau, được sống an vui, được mọi người kính trọng. Bây giờ, cô quan viên xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong lần tới. Này con thơ yêu dấu, muốn xin ra tài nào, vương cung đầy phiền não, hay giáo pháp như lai. Thank you.
Hello everyone. We would like to send our warmest greeting to everyone watching television channel 57.15 of Bodhi Buddharam Society. My name is Keith, and joining me today is Victoria. Welcome to our program of telling good stories and lessons to children and teenagers. We would also like to invite the parents to listen together in order to explain the meaning of some Vietnamese words that your children may not understand. Today, we will tell you a new story. This is a true story about a holy Buddhist nun named Patakara. This story took place in ancient India during the time when Buddha was still alive. Dear children, Patakara was a very beautiful girl. Her father was a wealthy merchant of the town, Savatthi. According to the cultures at the time, when Patakara was 16 years old, her parents took her to a tall pagoda tower that had 7 tiers. She then lived on the highest floor. The tower was always surrounded by guards to monitor and watch after her. The purpose of the guards was to make sure she does not come into contact with any man. Despite being guarded, Patakara still fell in love with a young man that worked as a servant for her parents. At the time, her parents had made arrangement for her to marry another young man whose family social status and wealth were at about the same level with her family's. Patakara was very sad. She begged her parents to allow her to marry the kind young man that she had fell in love with. Because Patakara had made up her mind to not marry anyone else but the person she loved, her parents were very angry at her. Her parents beat the young servant very hard, then kicked both Patakara and the servant out of the house. Thus, Patakara and the young man left to another place very far from her hometown. They then started a new life there as husband and wife. The husband worked on the farm fields while the wife handled all the chores that were completed by her family servants in the past. Time passed by. The young married couple had a boy as their first child. Then, when Patakara was about to have her second child, they received a message from her parents that allowed them to come back home. Her parents were no longer upset with her and had forgiven her. The married couple were very happy with such great news. They packed their belongings and go home. Unfortunately, on their way, a heavy rainstorm started to roll in. At that time, Patakara started having contractions and needed to prepare for the second child's labor. Her husband went to set up a camp for her to rest while he was preparing to chop up a small tree. A snake was hiding under the tree's leaf and bit him. The husband died immediately on the spot. Patakara was hopelessly waiting for her husband to come back. She gave birth to their second son. Both of the children cried loudly in the middle of the heavy storm. Patakara used her body to block
the rain from pouring on her children for the whole night. When the sun rose in the morning, she held her newborn baby on one arm and held her oldest child's hand with her other hand, then went to look for her husband. After a few steps of searching for her husband, she found her husband's dead body freezing up in the cold weather. She cried miserably. Patakara did not have any other choice but to keep going and lead her children to her parents' house. However, when she reached the Aksaravati River, the water level rose so high after a heavy rainstorm. She knew she was very weak and did not have enough energy to carry both of her children at the same time to cross the river. Thus, she left her oldest child at the shore and carried her newborn to cross the river first. She planned to come back to pick up her oldest child after she had taken the newborn to the other side of the river first. Halfway through the river, a gigantic hawk saw the newborn baby and thought that it was its prey. The hawk used its feet to grab the baby away from the mom, ignoring the crying and screaming mother. Her oldest son noticed his mom was crying loudly halfway through crossing the river. He thought his mom was calling for him. He entered the river stream all by himself to follow his mom. The river stream immediately pulled him away. Patakara was suffering so much heartache because she lost her husband and both of her children all in the same day. When she was about to reach the border of Savati, her parents' hometown, she met an acquaintance who relayed to her that the rainstorm had destroyed her family's home and killed both of her parents and her older brother. After hearing that, Patakara completely lost her mind from suffering so much despair in such a short amount of time. She tore off her own clothes, crying loudly while wandering everywhere without any set destination. At that time, Buddha was residing at the meditation center named Anathapindika, located in the Jeddah Flower Garden. Buddha saw Patakara walking towards his directions from far away. With a compassionate heart that loves every being just like his own biological children, Buddha asked his followers to guide Patakara closer to him. One follower gave her a shirt to cover her body and lead her to where Buddha was sitting. Because of the Buddha's special and powerful abilities, Patakara became alert again. She then kneeled at the Buddha's feet while crying and telling the whole story of all the drama that she experienced and how she lost all her loved ones within just a few days. The Buddha listened patiently and kindly instructed. Those painful experiences and memories that Patakara endured are merely just like a few drops of water in the ocean, full of uncertain possibilities that all sentient beings are drowning in. The Buddha also added, in the past countless life, she has cried more tears than all that water in the ocean accumulated. He then
recited a short poem. The water accumulated in all the oceans on earth is not equal to the tears of one person that had cried in their past countless lives. Even with all those painful suffering, why hasn't one practiced the Dharma to achieve a more peaceful life? After listening to the short poem, Patakara achieved the first stage of enlightenment, which is called stream enter. Since Patakara was very hardworking and consistent with learning and practicing the Dharma lessons Buddha has taught, she also achieved the fourth stage of enlightenment, that is Arahant. From then on, many people began to refer to her as the holy Buddhist nun. The Buddha had also mentioned Patakara was widely known as the greatest leading woman in the nun community in the areas of Buddhism's monastic laws and disciplines. Patakara had also wrote a short poem. One day, as I was washing my feet, I noticed the water flowing from high to lower stream. From then on, I was at peace, just like a horse that has been disciplined. At my cottage, I lighted up my lamp, watching lamps burning light. I took a pin and pulled out the wick. Like the flames unbinding was the liberations of awareness. Dear children, do you see? The Buddha's Dharma has taught Patakara to understand and become mindful of its uncertain possibilities. He has also guided her to use her painful suffering as motivation to practice the Dharma and become a person with great intelligence, so that she would never have to experience pain and heartache again. Patakara became a notable and leading woman of the Buddhist nun community at the time. She has helped other people to understand the Dharma better, bringing peace for herself and everyone else around her. Thus, if we want to have a more pleasant life, we should initiate to take refuge in the three jewels. Do you know what is the meaning of the three jewels? The three jewels are also known as the triple gems, which include the Buddha, the Dharma, and the Sangha. The words gems and the jewels are used here to describe the three jewels as something very precious, valuable, and rare to find. Thus, it is very difficult in one's lifetime to encounter the three jewels. Once we have the opportunity to discover the three jewels, it will bring many benefits to our daily lives and help us to reduce misery to attain the truest inner happiness. Do you know, Buddha is fully enlightened and possesses an endless amount of mercy and compassion toward all beings. He always motivated and guided everyone to seek and attain Buddhahood. People often refer to him as the enlightened being, as he is someone who has awakened from the sleep of ignorance and achieved freedom from suffering. Thus, he is also a great father and a great teacher to all sentient beings. The Dharma includes all the types of lessons that were taught by the Buddhas to help us practice Buddhism principles.
Whoever follows the Buddha's teaching will learn how to eliminate all life's troubles, misunderstanding, and eventually attain unattached happiness. In other words, Dharma is similar to medicine, in which Dharma is used to help cure mental and emotional illness. The Dharma's lessons are very broad and extensive. However, they are collected into a set of Buddhist scriptures and manuscripts, which divided into three divisions of the original doctrine of Buddhist teaching, monastic laws and disciplines, and interpretation and analysis of Buddha's teaching. The Sangha are Buddha's disciples that have left their comfortable home life and family and sacrificed their life for a greater purpose, that is, spreading the Dharma to all sentient beings. The Sangha live peacefully together to practice and learn from each other and always follow the monastic rules and disciplines created by the Buddha. The Sangha represent the Buddha to spread and share the Dharma with the mass public. Dear children, we hope that you will always remember today's story about the holy nun Patakara and the benefits of taking refuge in the three jewels. Plus, you will always be motivated to practice the Dharma to reduce the suffering of painful life experience, achieve a pleasant and fulfilling life, and receive a lot of respect from everyone around you. We would like to say goodbye to you all now. See you next time.